Vô vấn đề chính đi ha. Ok, bây giờ thì cái cách nhận biết là bây giờ ví dụ như là một người khách á, đầu tiên họ sẽ mang cho bạn các bạn một cái iPhone 5 ha. Vô thì thường á, nó nếu mà nó bị lỗ cứng á, thường là nó sẽ nằm nó bị dính đẹp u các bạn, hoặc là nó bị treo cáp. Treo cáp đẻ đó. Thì cái việc đầu tiên á, mới vô là chúng ta thường là 100% chúng ta cắm cáp cho phần mềm đúng không? Đúng không? Đây là cái iPhone 5. Đúng không? À, đúng không? Thì thường á, nếu mà hàng khách nó khó thì chúng ta chọn phần mềm trước mặt nó, còn cái hàng khách mà nó mà dễ dễ mình có thể phân tích cho nó hiểu là có thể máy anh bị chạm hay gì gì đó mà mình phải mở mở cái màn hình ra, xong rồi mình mở cái chân pin lên, mở không mở cái chân pin lên, xong rồi mình kẹp nguồn, mình bấm dòng thử coi nó dính DFU ở cái dòng nào bạn không. Nếu mà dòng đúng là đẹp á, chuẩn á, đây là cái kim dòng ha, đây là một, đây là hai ha. Cái này là một ampere, thì cái này là một, sao quên mất ta tự nhiên mình quên. Ừ, cái này là 0,1 mA, 0,1 ampere đấy các bạn. Ừ, 0,1 ampere ha. Thì ở dòng DFU thường nó sẽ nằm ở đây nữa các bạn, đúng không? 0,08 mA là dòng DFU ok. Còn dòng mà lên treo cáp á, nó lên nó giật, nó nằm ở 0,08, cái xong cái nó nhá lên cái nhẹ, nó có thể nó nằm ở khoảng khúc này nè, rồi nó giật 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 khúc này nè, là tại vì lúc đó nó kích hoạt cái màn hình với lại kích hoạt cái đèn màn hình nữa không, nó ăn thêm miếng dòng chút xíu mà ha. Còn như bấm mà dòng nó nhảy lên tuốt muốt trên này, hay là dòng dòng dính DFU mà dính ở đâu ở trên này, xác định là máy bị chạm nữa ha, thì lúc đó chúng ta nhận nhận khách bằng cứng luôn, khỏi chạy mềm làm chi mất công đó. Ok, thì bây giờ là máy đem vô chúng ta, nếu mà thử được cái này thử, còn không thì cũng không sao bạn ha, cứ cắm cáp vào chạy đi. Nếu mà ở một cái máy mà nó bị lỗi ổ cứng á, thường các bạn sẽ chạy, bạn sẽ thấy nó lên cái táo mà. Đúng không? Đó. Lên cái táo xong rồi nó lên cái thanh nghe thanh trạng thái. Đó, xong rồi đứng yên đây luôn. Đó, có thể nó sẽ đứng yên và các bạn nhìn ở trên cái màn hình máy tính á, có thể là nó sẽ nằm ở cái Waiting for iPhone, hoặc là nó nằm ở cái Verify with Apple gì á, tùy à. Đó không? Xong rồi có cái thì lúc mà nó chờ chút nó sẽ báo lỗi chính, còn có cái mà khi chúng ta rút cáp ra nó mới báo lỗi chính các bạn không. Đó, thì khi mà xác định là cái máy nó đã hiện ra được cái chữ táo nè các bạn. Còn nếu mà nó chưa hiện ra chữ táo á, nhưng mà nó vừa mới bung file ra mà nó báo lỗi là 4014 hay là 4005 hay là 2394 gì đó không, thì cái đó là nó là lỗi khác nha, không phải là lỗi cứng nữa. Cái đó là nó liên quan đến nguồn với lại CPU hoặc là con RAM gì rồi, đúng không? Còn khi mà nó đã lên được táo như nào là cái xác suất đó là phần CPU với RAM ok bạn ha, với phần còn lại của ổ cứng thôi. Mà cũng chưa chắc là nó bị lỗi ổ cứng nữa, có thể nó bị đứt chân từ CPU qua ổ cứng mà không, nó mất giao tiếp, hoặc là có thể nó bị chạm áp ổ cứng. Ok, thì bây giờ nếu mà nó đứt chân á thì chúng ta đâu đâu có biết đâu đo được đâu, muốn đo phải giờ ổ cứng là mới đo được đúng không? Thì cái đó mình không đo được thì trước tiên mình phải đo áp bằng cái gì á, cái gì mà đo được thì đo ha. Để mình thấy chứ. Không, cái gì trước khi mà mình thao tác vô phần cứng đó, cái gì mình đo được mình đo các bạn, để đỡ phải nó xác suất rủi ro hoặc là sẽ đoán bệnh sai đúng không, càng giảm giảm cái xác suất xuống càng tốt. Đây là cái ổ cứng đi ha, đây là cái main đúng không. Ừ, đây là con IC nguồn ha, đây là con audio code, nó dạng đây ổ cứng ha, HDD. Thì đây nè, nó sẽ có hai cái tụ đây các bạn, mình mở xi măng coi hai cái tụ, nó hai tụ gì, C180 ha, tụ này là C180 ha, tụ này là C188 nè. Đó, các bạn có thể các bạn đo tổng trở trước cũng được, đo tổng trở trước mà hai cái này nó không chạm đúng rồi, chúng ta gắn pin vô, chúng ta kích cái nguồn lên ha, kích cái nguồn lên đúng rồi, chúng ta sẽ đo ngay cái hàng C188 nó sẽ có áp 1/8 các bạn, 1/8 đúng không, và cái áp C180 nè nó sẽ có áp 3V. Mở Sima lên nó có, nó là biết là thấy liền à, Sima hướng dẫn mà. Khi mà chúng ta đo nó có 1/8 á, có 3V nữa thì xác định ok, khả năng mà bị lỗi ổ cứng rất là cao, thì tiến hành sử dụng CNC mà lấy ổ cứng ra ha, không nên đụng nha các bạn. Đục cái việc các bạn đục ổ cứng là ảnh hưởng bên cặp chồng bên kia. 90% là sẽ phù con RAM các bạn, xịt thì khả năng xịt nó cũng không cao đâu, nhưng mà nó phù quá, cái con RAM phù lên 90% sẽ bị phù. Tại vì hồi xưa lúc mà mình làm này, mình làm vừa cái allow á, mình cũng toàn là đục không à, đục mà nó phù cũng bỏ nghề luôn rồi. Nhiều khi nó khách nó bắt đền nó dí, trời ơi, chói lắm. Ok, phải không? Về cái xác định cái iPhone 5 mà bị lỗi ổ cứng, các bạn thấy đơn giản không? Rất là đơn giản, chẳng có gì mà phức tạp chẳng gì đó. Nhìn sơ sơ vô một cái là biết liền à. Và mà trước khi mà các bạn đục đụng vô ổ cứng á, thường là cái máy nó bị mất nguồn rồi, nó treo lên nó dính DPU hoặc nó treo cáp, và chúng ta đâu biết được cái serial number nó là số bao nhiêu đâu đúng không? Thì các bạn cố gắng mà khai thác ở hàng khách đó, cái máy này nó mua là máy zin hay không, rồi
nó như thế nào đúng không, để chúng ta coi coi xác định coi coi là cái số email ở ngoài sườn đó, nó có trùng với lại cái số email trên cái main hay không. Mà nhiều khi cái số email ở ngoài sườn, cái main trong là cái main dựng main gì đó, chúng ta đâu biết đâu ha. Đó thì chúng ta khai thác để chi, để mà khi mà chúng ta phay ổ cứng ra, chúng ta đổi cd bơm, chúng ta đóng vô một lần luôn rồi giao, khỏi phải mất công mà các bạn đóng ổ cứng vô xong rồi mới rộng mới lên nguồn rồi lấy cái email xong rồi chơi lên lên mạng chat mấy trang chat email á, không chat email xong rồi phải tháo ổ cứng ra rồi edit email mà đóng vô lại nó phiền lắm các bạn. Rồi ha, bây giờ mình qua vận hành ha. Đó mình thì mình đang kinh doanh cái chi bách này nè, các bạn mà có người quen hay là lễ tết muốn tặng gì á, các bạn cứ liên hệ với mình. Thủ thật chăm chăm hay tay từ lót tay đầu tư Hàn Quốc. Ok, giờ mình qua clip thực hành. Chào bạn, mình bước vô phần thực hành ha các bạn ha. Thì trước khi mà các bạn mà ok này mình đưa vô DFU đó các bạn. Cái máy này mới nó không có bị, nó không vô được DFU mà nó cũng không có lên nguồn nữa. Cái dòng nó lên nó lỡ 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 sao phải đưa về DFU mới chạy thử các bạn ha. Thì cái đó cái việc mình đè cái nhíp đó để mình kích cái nút home thôi chứ không có gì hết các bạn. Ok, nó vô DFU rồi đó. Thì giờ cắm cáp chạy thử ha. Thì trước khi mà các bạn quyết định là đục ổ cứng, các bạn nhớ thay cáp trong, cáp ngoài, thay pin, nói chung là về cái khả năng mà phần mềm chúng ta thao tác được cái gì chúng ta cứ thao tác các bạn ha. Tránh để cái tình trạng mà nó bị, nhiều khi nó bị lỗi cáp hay là nó bị máy tính nó bị trục trặc gì đó mà chạy không được mà đem ra đục thì đâm ra chết cái máy của người ta các bạn ha. Nếu mà cái máy tính này chạy không được đem qua máy tính kia chạy, nhiều khi cái máy tính mà chúng ta làm tùm lum tùm la ở cái file hot á, trong file hot á chúng ta làm tùm la, nhất là mấy cái jailbreak đồ này nọ thì thường thì chạy nó hay báo lỗi bậy bạ lắm đó các bạn, không nó lúc mà chạy nó cứ chơi chơi đe chơi treo đơ rồi cái chế táo và cái thanh trạng thái nữa đó đó, không lấy AK bắn nữa các bạn, tức lắm là nhiều khi làm tức lấy AK bắn không. Thì mình đem ổ cứng thì đây là cái quá trình CNC nữa các bạn, không CNC nó mài, hôm nay mình demo các bạn xem cái CNC nó mài như thế nào. Rồi nhớ mà trước khi đưa ổ cứng vô mài thì các bạn nhớ đo áp rồi đầy đủ nha. Thì cái việc mà nhận ở những cái máy mà treo cáp hoặc là những cái máy mà dính DPU hoặc những cái máy nguồn dập trần á, các bạn cố gắng nhận tình trạng mất nguồn nha các bạn, chứ đừng nhận cái tình trạng mà trả về như cũ không. Tại bạn thấy không, nếu mà CNC nó phanh nó mất nó bay ổ cứng nó rồi làm sao các bạn trả về tình trạng như cũ được, nếu các bạn thay ổ cứng vô mà nó không lên nguồn đúng không. Cái ổ cứng A5 này ở cái thời điểm này là mình làm đó, là nó nằm ở iOS 8.0.1, và mỗi lần mà hàng Apple nó thay đổi cái iOS các bạn là mình can thiệp vào cái gì mà liên quan đến bảo mật đó, cực lắm. Như hiện nay thì theo mình biết thì là chỉ có ổ cứng zin A5 mới đóng được cho A5 các bạn, chứ không phải như hồi xưa nữa. Hồi xưa ổ cứng nào cũng được, lấy mấy ổ cứng iPad thôi, chỉ cần thay đổi Redriver đóng vô Raptor là ok thôi. Còn bây giờ thay mấy cái iPad vô Raptor nó đến cái đoạn verify đó là đứng nó treo đơ luôn, nó đâu có cho chạy đâu các bạn ha, chối lắm. Và hiện giờ là mình cũng không biết, là cũng có tin là đòn là cái mấy cái ổ cứng mà mới các bạn, ổ cứng iPhone 5 mới á, có nghĩa là mới ổ cứng mà chân còn chân đồng luôn á thì là thay thế vô được, thì mình cũng là đó là thông tin thôi chưa biết một chút nữa mình mới test thử các bạn. Đúng không? Bây giờ mình kỹ thuật viên bây giờ đâu có can thiệp vô nổi cái phần cứng của điện thoại nữa đâu, phải nhờ CNC hết đó. Đó là xu thế sau này đó các bạn, linh kiện nó càng tích hợp vào và nó càng gần nhau phải không, nó chạy dài tầng tầng lớp lớp vậy đó. Đụng vô con này là bắt đầu nó xịt con kia, đụng vô con kia là xịt con nọ, nên CNC là tương lai các bạn. Đó, các bạn thấy là sau khi CNC ra các bạn thấy không, nó vẫn còn một cái lớp cái lớp là cái lớp của cái con IC ở trên các bạn, mà mình phải dọn bỏ cái lớp thôi chứ không có dám khoan xuống hết đâu, tại vì khoan xuống hết đôi khi mình đâu có xác định được là cái men nó như thế nào đâu bạn ha, có thể nó cong vênh chút xíu đó, khoan xuống hết cái nó mài lủng bo luôn, lúc đó là còn chết nữa. Thì mình phải giữ được một cái lớp mỏng vậy đó, bắt đầu mình mới sẽ kết hợp với lại đồ đồng đao để mình cạo cạo ra mà phải dọn dọn vệ sinh không. Trong lúc làm có cái iPhone 4 vô bị sóng yếu sóng chập chờn tháo ra rồi lay một chì qua rồi ráp lại giao khách không? Nhanh gọn lẹ, máy khách sửa dễ lắm. Đây, đồ đồng đào mới bị chu di nhược cướp thôi, mình mới đi qua thỉnh về các bạn.
Và cái men này có thể là nó bị va chạm hay nó bị cái gì đó bạn ơi. Tại vì khi mà lúc mà CNC ra đó mà nó chưa có xuống hết cái lớp dưới nữa mà mình thấy là cái lớp sơn dưới nó bị tróc rồi các bạn thấy cái chỗ mà nó lem lem không, là chỗ nó bị tróc á. Mà sau này khi mà chúng ta đóng ô cứng vô cái xác suất nó chạm nó có xác suất chạm các bạn. Còn mấy cái mà không bị tróc á, cứ ô cứng rồi cứ thả vô đóng là dễ lắm. Còn mấy ô cứng này phải tương đối phải canh nó một chút. Đúng không? Dọn keo sạch sẽ các bạn không? Này mình tua cho lẹ chứ thực ra việc dọn keo này đến cả 15 phút lận các bạn không có nhanh đâu. Dọn tỉ mỉ mà. Tua lẹ để tránh mất cái thời gian mà xem clip của các bạn. Ok, sau khi ấy ô cứng anh đo tổng trảm mấy cái đường rồi coi nó có bị đứt đường nào không ha. Nếu mà nó đứt thì thôi trả đi rồi hỏi đục siêu làm gì mệt lắm các bạn. Bây giờ thì sau khi mình cạo ra thì mình phải cắm cáp vô để mình để to thử coi nó có về trạng thái ban đầu không, để biết đường được coi coi là do CNC vô nghĩa hay là do đồ long đao vô tình các bạn ha. Nhiều khi CNC xong là cái máy nó chết ngắt luôn rồi, đừng nói chi đến cái chuyện mà đóng với nhổ các bạn. Đó, ok rồi nó chạy vô tình trạng cũ rồi đó. Khả năng một lát nó đóng ô cứng vô khả năng thành công rất là cao. Nhưng mà do cái ô cứng này là ô cứng mới test nên mình sẽ không đóng vô cái bo đó mà mình đóng vô cái bo khác các bạn. Cái bo này á là nó bị khách đem vô mà kêu vượt allow, nhưng mà khi mà restore thì nó báo là lỗi 3. Lỗi 3 là lỗi thường, là lỗi giữa của con rơm với lại CVBan các bạn. Edit rơm là ok à. Thì vừa vừa bị lỗi 3 mà vừa phải allow mới thôi, xác định là bằng cứng ha. Thì mình quyết định là mình thay cái ô cứng restore thử, tại vì cái men này nó đẹp, nó không bị lem nè. Đóng vô một cái cho xác định luôn coi là bị lỗi ô cứng hay là bị gì. Còn cái ben kia nếu mà đóng vô nhiều khi nó lem chân đó, nó chạm mà mình không xác định được là do lỗi ô cứng hay là do men các bạn ha. Tại vì hiện nay cái ô cứng này đóng vô không biết có chạy được hay không, ô cứng mới mà. Phải test một cái bắt đầu mới thực hiện đóng qua cái bo kia. Ok bây giờ mình sẽ cắm cáp vô cái to thử xem ô cứng mới này xài ok không. Các bạn thấy không, nó thành trạng thái nó bắt đầu nó chạy rồi đó. Vậy là ô cứng ok đó các bạn. Giờ mình xuất hiện đo thông trở lại cho các men đi một lần cuối, nó xem nó có bị đứt khi mà CNC ra, nó có bị đứt đường không. Thì cái ô cứng này mình đã đo mẫu một cái máy rồi mà mình để cái file file ảnh đó, trong cái máy tính của mình á, mình đo mình dựa đó mình đo, mà mình đo thời gian đấy mình thuộc lòng rồi, nên mình không có cần xem nữa các bạn. Chân nào mà bỏ chân nào còn á là mình đo mình biết liền à. Các bạn không, nó chạy đến gần cuối nè. Thường á là chúng ta chạy phần mềm iPhone dễ lắm, cái lái xem dễ hơn là hồi xưa xem mấy cái lock của Nokia DCT4, WD2, BB5 đồ, xem mấy cái lock đó còn phức tạp hơn mà chạy iPhone này nhiều các bạn. iPhone này nó có hai phần thôi, một phần là restore software với phần restore firmware thôi, đúng không? Dựa vào đó mà xác định lỗi rồi nó đang phần nào thôi, nó báo lỗi cũng không có rõ ràng đâu, tại vì mỗi cái iOS đó, nó sẽ báo mỗi lỗi khác nhau các bạn à. Như hồi xưa lỗi rơm là 1669 đúng không, còn giờ đang iOS 8 là nó lỗi 16 mà nó báo đủ thứ hết không. Rồi giờ nó đứng ngay đây nè các bạn, nó đứng đây đứng hoài luôn, chút nữa nó báo lỗi 3. Thì công việc một lát nữa làm là sẽ là lấy cái men này ra và CNC khoan bỏ cái con CB band, sau đó rít cái con rơm của bộ mua Trung Quốc ấy, rít cái con rơm xong rồi nạp vô cái con rơm của cái men này và đóng CB band lại là xong xong một cái máy vượt allow các bạn ha. Thôi mình tạm dừng cái clip này ở đây ha. Chào các bạn.